Giáo hội Salvador chuẩn bị lễ phong thánh cho chân phước Oscar Romero. Để chuẩn bị cho lễ phong thánh Đức Tổng giám mục Oscar Arnulfo Romero, vào ngày 4 tháng 10 tới đây, Giáo hội tại Salvador đã tổ chức cuộc hành hương lần thứ hai với tên gọi Cùng đi với Thánh Romero để xây dựng hòa bình. Cuộc hành hương này sẽ đi qua đoạn đường dài 157 cây số trong các ngày 2 đến 4 tháng 8. Với sự kiện này, các giáo xứ sẽ bắt đầu các hoạt động chuẩn bị cho lễ phong thánh. Ba dấu hiệu quan trọng sẽ đồng hành với các tín hữu trong cuộc hành hương là thánh giá, ảnh của chân phước giám mục Oscar Romero và ảnh nước bà nữ vương hòa bình. Theo tin tức hãng tin Fides nhận được, cuộc hành hương sẽ có ba bước, khởi hành từ nhà thờ chính tòa San Salvador với thánh lễ do Đức Tổng giám mục giáo phận Đức cha Luis Escobar Alas chủ sự. Vào cuối ngày, Đức Hồng Y Gregorio Rosa Chavez sẽ chủ sự một thánh lễ khác tại San Rafael Cetros. Bước thứ hai sẽ bắt đầu từ San Rafael Cetros đến Chapentic. Trong ngày này, các giáo phận San Vincent và Zacatecoluca sẽ tham dự như các giáo phận chính. Bước thứ ba sẽ từ Chapentic và kết thúc với thánh lễ tạ ơn tại giáo xứ của chân phước Oscar Romero ở Ciudad Barrios vào ngày 4 tháng 8. Cũng trong bầu khí chuẩn bị cho lễ phong thánh, tổ chức mục vụ Nhi đồng đã cùng với các tổ chức khác tiến hành một cuộc tuần hành với sự tham gia của các trẻ em từ 4 đến 12 tuổi trên toàn quốc. Cuộc tuần hành có tên gọi Dấu ấn của sự dịu dàng, tất cả chúng ta không cần bạo lực nhưng cần 100% sự dịu dàng. Các trẻ em sẽ tham gia cuộc hành hương vinh danh chân phước Romero trên một đoạn đường ngắn, từ nhà thờ Thánh Francisco Assisi đến công viên Thánh giáo Hoàng Gian Paulo Đệ Nhị. Cuộc tuần hành thứ hai dành cho các em sẽ diễn ra ngày 11 tháng 8, từ đền thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu đến nhà thờ chính tòa thủ đô. Tại đây, vào giữa trưa, Đức Hồng Y Gregorio Rosa Save sẽ cử hành thánh lễ. Lễ phong thánh cho chân phước Romero sẽ được cử hành lúc 10 giờ sáng ngày 14 tháng 10 giờ Roma, nghĩa là 2 giờ đêm giờ Salvador. Vào đêm này, các giáo xứ trên toàn quốc sẽ tổ chức các giờ canh thức cầu nguyện. Đức Hồng Y Rosa Chavez cho biết là tại nhiều quảng trường có thể sẽ có những đám đông tham dự buổi lễ phong thánh.